Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Thánh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay bên video này em sẽ giới thiệu cho anh em rất nhiều các mặt hàng mới, cũng như là sẽ thanh lý cho em. Đấy, thanh lý dọn kho cho anh em nhé. Hôm nay này sẽ có đẩy này, vang, mic này, lưng tiếng, quản lý nguồn. Và đặc biệt này, có một con đẩy đến từ thương hiệu B3, có mã là CA3L, dọn kho còn mỗi một con này, còn tương đối là đẹp. Đấy, sẽ thanh lý cho anh em một mức giá rất là tốt để anh em mua về chơi nhé. Hàng này, hàng anh em thấy hàng rất là đẹp, một mức giá cực kỳ là tốt để anh em mua về chơi ghép vào các dàn karaoke gia đình. Thì anh em theo dõi video ủng hộ Thánh Audio nhá. Hoan hỉ cho bên em Sim9 đi ạ. Anh em bỏ ra 3 giây cho bên em Sim9 đi ạ. Một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thánh Audio nhá. Thì đây, sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu cho anh em này. Đây, những chiếc vang cơ lai số. Đấy, đến từ thương hiệu LS Acoustic mà có mã là S858, một dòng vang cơ lai số cực kỳ hay. Vì con này sử dụng chip là chip xử lý tiếng của Mỹ nên tiếng ra cực kỳ hay. Chip DSP xử lý tiếng của Mỹ chỉ sử dụng trên những con vang số thôi nhá. Đây, chip DSP cực kỳ là chất lượng cho anh em. Và đây, thiết kế rất là đẹp. Đấy, size là size 1U. Thiết kế cực kỳ đẹp. Đấy, anh em thấy không? Rất là đẹp. Màn hình hiển thị số ở giữa này cũng như là sẽ nháy khi anh em có tín hiệu vào. Nháy rất là đẹp nhá. Và đây, một dòng vang cơ lai số thì phải nói đến là cái anh em chỉnh này. Đấy, chỉnh cực kỳ là chi tiết cũng như là rất là dễ dàng cho anh em. Đi lên trái, đi lên phải, repeat, revert time, revert von, đầy đủ cho anh em nhé. Riêng dòng này có echo kết hợp revert tiếng cực kỳ là hay. Và đặc biệt nó rất là dễ chỉnh, ai cũng có thể chỉnh được, người già, người trẻ hay là các em nhỏ đều chỉnh được nhá. Đấy, đây, bát chung và chép của mic này, bát chung và chép của nhạc này. Đi lên đây, repeat, revert đây, anh em thích tăng revert thì tăng revert lên. Nếu mà hát echo không thì giảm revert đi, cực kỳ là chất lượng cho anh em nhé. Và thiết kế đây, thiết kế rất là đẹp. Đấy, ba lú mặn chính điều chỉnh tăng giảm này, tăng giảm của mic này, tăng giảm effect này, tăng giảm của nhạc này, đầy đủ cho anh em. Và đằng sau của nó đây, đằng sau của những chiếc vang cơ lai số này thì anh em đều biết rồi, nó sẽ có đầy đủ các cổng kết nối vào. Đây, bao gồm này, đầu tiên phải nói là bluetooth này, cổng quang này, các đường nhạc vào bằng hoa sen AUX1, AUX2 hoặc là các đường ra bằng calon và hoa sen, đầy đủ cho anh em nhé. Đấy, hai lỗ cắm mic đằng sau, mic A, mic B. Đấy, con này thì em khẳng định anh em nhé, trong tầm giá thì tiếng con này cực kỳ hay, vì con này sử dụng chip DSP của Mỹ nên xử lý tiếng cực kỳ hay. Chip đấy chỉ sử dụng trên những chiếc con vang số thôi, nhưng con này nó tích hợp được chip đấy lên xử lý tiếng. Vì sao nó hay thế? Nó cực kỳ hay. Đấy, đây em sẽ quay cho anh em tăng nhạc cho anh em nghe tiếng nhạc nhé. Đấy, em cam kết anh em tiếng nhạc và tiếng mic con này rất là hay. Tiếng nhạc thì xử lý bằng số và tiếng mic thì có cả echo cả và revert. Anh em nào thích hát echo cũng được và thích hát revert cũng được. Và ngày hôm nay nhá, sẽ giảm giá cho anh em, giá cực kỳ là hấp dẫn nhá. Chỉ có 1.350.000, bên em bao ship cho anh em. Em được nhận hàng, kiểm tra và thanh toán, ok chưa? 1.350.000 bao ship, tặng giấy kết nối, nhận hàng, kiểm tra thanh toán, không hay trả lại Thánh Audio. Đấy, cam kết anh em nhá, xử lý tiếng chip DSP cực kỳ là hay. Chỉ có 1.350.000 bao ship, tặng giá kết nối, nhận hàng, kiểm tra thanh toán, không hay trả lại em. Dám cam kết anh em một điều chắc lịch cho những chiếc vang này. Đấy, và tiếp tục sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu cho anh em nhá. Hôm nay đây, những chiếc đẩy 4 kênh đến từ thương hiệu DK Pro, công suất sẽ là 900W một kênh. Với 900W thì anh em có thể đánh là mỗi kênh này em phải đánh một đôi full 30 hoặc một chiếc full 40 coi 100 đều được cho anh em nhé. Đấy, 900W một kênh, đánh cực kỳ là uy lực. Sản phẩm này em đã bán rất là nhiều rồi và hôm nay tiếp tục về được, sẽ giới thiệu cho anh em một mức giá rất là tốt nhá, một mức giá mới cực kỳ là tốt. Đây, DK Pro, hàng chính hãng, bảo hành 1 năm, hàng mới nguyên hộp, bảo hành 1 năm, có mã là KX9000S. Đây, em xoay cho anh em luôn nội thất nhá. Nội thất đây, đầu tiên phải nói đến nguồn này, nguồn cực kỳ là khủng này, anh em thấy cả bàn tay không hết cái nguồn này. Cam kết là nguồn đồng 100% và sẽ được bảo hành nguồn trong vòng 2 năm. Anh em yên tâm nhá. Đây, anh em thấy không? Tay này. Và con này sử dụng 56 sò trường LGVK. Đấy, 56 sò trường LGVK. Mỗi kênh sẽ là 14 sò trường LGVK, có bù áp từng kênh từng vế cho anh em. Đấy, ok chưa? 16 tụ lọc nguồn 83V, 80V và 15.000 microfarad. Cực kỳ là chất lượng và tất cả mạch đấy anh em thấy không? Mạch đen cao cấp, mạch đen hoàn toàn cho anh em nhá. Một dòng mạch cực kỳ là cao cấp. Đấy, em soi rất là kỹ. Hàng này hàng mới nguyên hộp,
bảo hành cho anh em 1 năm. Đằng sau sẽ là đầy đủ các cầu ra loa, rắc lưu trích đầy đủ cho anh em nhá, vì em đang kết nối thì anh em thông cảm. Đấy, ok chưa? Em sẽ tăng volume lên một chút anh em nghe nhá. Đánh cho con này cực kỳ là hay. Con này cam kết anh em đánh rất là uy lực và tiếng ra rất là sạch sẽ. Đấy. Đẩy hàng cao cấp đến thương hiệu DK Pro, hàng chính hãng, bảo hành 1 năm cho anh em nhé. Với công suất sẽ là 900W một kênh. 900W thì anh em có thể ghép một đôi, mỗi kênh này anh em một đôi full 30 hoặc là một chiếc coi full 40, coi 100 đều được cho anh em nhé. Rất là chất lượng. Và ngày hôm nay nhé, tiếp tục bán cho em một mức giá cực kỳ là tốt. Đấy, rất là tốt cho anh em. Lô này đẩy em về được 3 chiếc rồi, sẽ một mức giá rất là tốt nhé. Chỉ 6.600.000 bên em bao ship cho anh em được nhận hàng, kiểm tra và thanh toán, ok chưa? Chỉ 6.600.000, anh em không tội gì phải mua đẩy bãi cả. Thì hàng này hàng mới, bảo hành 1 năm, giá thành rất là hợp lý cho anh em. Đấy, chỉ có 6.600.000 bao ship, tặng 4 cho anh em 4 dây jack kết nối. Đấy, 4 dây jack của 4 kênh, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán, sẽ được bảo hành 1 năm cho anh em. Có lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Anh em ok chưa? Yên tâm sử dụng nhá. Đấy, anh em thấy không? Rất là chất lượng, hàng chính hãng, anh em thấy không? Rất là đẹp, cũng như là cực kỳ chất lượng về nội thất. Giá thành 6.600.000 nhá. Mua hàng nhắn tin số của em, chốt đẩy DK hoặc là chốt đẩy KX9000. Đấy, giá cực kỳ là hấp dẫn cho anh em. Giá rất là hấp dẫn nhá. Lô này em về được 3 chiếc thôi. Đấy, 3 chiếc nhá, anh em nhanh tay. Nhanh tay nhá, 6.600.000 bao ship, tặng nhé cơ nối, nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Ok ạ. Tiếp tục. Sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu cho anh em này. Đây, những bộ mic không dây, hàng chất lượng đến thương hiệu Acuphay, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản này, anh em thấy một rất là chất lượng cho anh em nhé. Để thiết kế đây, mặt phay nhôm màu đen, màn hình hiển thị kênh A, kênh B riêng biệt, đầy đủ các thông số. Đấy, kênh sóng này có báo sóng, có báo tín hiệu, có báo pin đầy đủ, có số kênh, có tần số đầy đủ cho anh em. Acuphay phiên bản cao nhất có mã là S300, dòng ngoài thị trường bán cực kỳ đắt, rất là đắt, mà đặc biệt hãng thì rất là đắt nhá. Đằng sau của nó đây ạ, đằng sau của những bộ mic đây. Để em đã tháo ra một bộ cho anh em, tí em sẽ soi nội thất cho anh em nhá. Đằng sau có đầy đủ các cổng kết nối này, có ca lông ra này, có 6 ly anten rời, đảm bảo con này anh em nào sự kiện dập cưới kẹo kéo đều được nhá. Sóng con này từ 50 đến 70 mét cho anh em yên tâm sử dụng. Đấy, ok chưa? Và đặc biệt đây, em đã tháo cho con anh em ra một con để anh em xem nội thất của này nhá. Đây, đấy, anh em nhìn thấy không, nội thất rất là khủng. Hai cái hai cái bo này để là sóng cực kỳ to nhá, hai vỉ bo mạch sóng cực kỳ to. Vì sao sóng nó xa anh em nhá, nên lưu ý sóng nó xa này vì hai cái bo vỉ này cực kỳ là to này. Hai tụ Japan rất là chất lượng, lọc tất cả nguồn điện sạch vào đây cho anh em. Đấy, lọc nguồn điện sạch vào đây cung cấp cho anh em, đảm bảo là độ bền cũng như là tiếng ra nó tròn tiếng đầy đủ ba giải. Đấy, cái đây nhá, nó sẽ lọc nguồn điện sạch vào cho anh em tránh méo tiếng. Và đây một con chip xử lý STC, cũng là chip của Mỹ, cực kỳ là chất lượng nên tiếng ra rất là hay. Cam kết tiếng ra cực kỳ là hay nhá. Và đây, em sẽ quay cho anh em nguyên hàng mới nguyên hộp đây. Hàng này sẽ hàng mới nguyên hộp, sẽ được đựng trong hộp như thế này. Đấy, ok chưa? Tai mic đây. Tất cả là vỏ kim loại nhá. S300 Acuphay, vỏ kim loại, và con này sẽ là dòng đuôi chuột cũng như là coi neo, coi inox neo, rất là chất lượng, chỉ trang bị trên những chiếc mic cực kỳ là chất lượng nhá. Coi inox neo này, anh em đều biết này, rất là chất lượng. Hàng mới nguyên hộp như này, hai tai mic này, có chống năn, có jack 6 ly, có nguồn đầy đủ, có anten, có đầu thu mic để ở đây. Đây, em sẽ alo cho anh em tiếng mic nhá. Em sẽ alo tiếng mic cho anh em nghe. Đây, bật lên này. Bật lên sẽ báo cho anh em đây, báo sóng, báo pin đầy đủ cho anh em luôn. Nền 7 8 9 7 7 6 7 8 9 7. Nền 7 8 9 7 1 2 3. Nền cực kỳ là chất lượng nhá. Phiên bản cao cấp nhất đến từ thương hiệu Acuphay có mã là S300. Đấy, dòng cao cấp nhất mic không dây anh em mua về làm sự kiện dạp cưới, và đặc biệt là nâng cấp mic gia đình thì rất là chất lượng. Có điều kiện anh em mua về một bộ mic không dây này về hát gia đình thì thật sự anh em là chấm hết luôn. Và ngày hôm nay nhá, giảm giá cho anh em rất là hấp dẫn nhá. Chỉ 1.750.000 bên em bao ship cho anh em. Anh em được nhận hàng, kiểm tra và thanh toán, ok chưa? Giá cực kỳ là hấp dẫn. 1.750.000
cái này ngoài thị trường và hãng bán rất là đắt, rất là đắt, chỗ rẻ nhất thì cũng phải hơn 2 triệu đến 3 triệu đấy. Nhưng ngày hôm nay nhá, thấy anh Audio chỉ bán cho anh em 1.750.000, bao ship anh em nhận hàng, kiểm tra và toán, kết nối hát không hay, tiếng không nhẹ, không lệnh giọng, trả lại thấy Audio. Dám cam kết anh em nhá, hàng công nghệ Nhật anh em đều biết rồi, cực kỳ là chất lượng, tiêu chuẩn Nhật nó khác hoàn toàn với tiêu chuẩn các Đài Loan hay là đấy, nội địa chung đấy. Chỉ 1.750.000 bao ship, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán, ok chưa? Tiếp tục sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu cho anh em này, đây những chiếc lân tiếng đến từ thương hiệu Lex Acoustic có mã là MP300, sẽ giúp anh em lân tiếng nhạc và lân tiếng mic nên cực kỳ là hay nhá. Đấy, thiết kế hai kênh riêng biệt, anh em có thể điều chỉnh volume của kênh A kênh B riêng biệt, cũng như sẽ có đầy đủ là cổng quang Bluetooth cho anh em. Đấy, anh em có thể ghép trên vang hoặc dưới vang đều được, nhưng anh em lên ghép trên vang nhá. Ghép trên vang thì tiếng ra nó rất là hay và tiếng mic không bị rú rít. Đấy, thiết kế rất là đẹp nhá. Chỉnh 4 núm chỉnh kênh A, kênh B này, bass này, tuner processor là chế độ âm nhạc này và chỉnh chép này. Đấy, đầy đủ bên này cũng vậy. Hai núm đỏ này sẽ là điều chỉnh volume kênh A kênh B riêng biệt. Đằng sau các đường out in kể cả bằng ca lông và rắc hoa sen đều có cho anh em. Tất cả là mạ đồng chất lượng. Và đặc biệt con này đây, con này phải soi cho em nội thất ngay. Nội thất thôi. Đấy, riêng cái mạch bo mạch này xử lý tiếng ra cực kỳ hay nhá. Có chip xử lý tiếng ra cực kỳ hay, anh em thấy không? Có chip này này, nó xử lý tiếng cho anh em ra tiếng ra cực kỳ hay. Vì sao lưng tiếng nhạc, lưng tiếng mic nên nó hay như thế là vì đấy, qua cái bo mạch đấy, cả một cái này xử lý tiếng nên tiếng ra cam kết anh em rất là hay nhá. Những chiếc lưng tiếng này bên em sẽ tiếp tục bán cho em một mức giá cực kỳ là tốt nhá. Chỉ 950.000. Đấy, anh em không nghe nhầm đâu nhá. 950.000 bao ship, tặng jack kết nối, nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Có vấn đề gì kết nối cứ alo bên em sẽ hướng dẫn cho anh em. Đấy nhá, chỉ có 950.000 bao ship, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán, ok chưa? Đấy, anh em không nghe nhầm đâu ạ. Giá cực kỳ hấp dẫn. Đến với Thanh Audio nhá, cam kết cho em giá rất là hấp dẫn để anh em có cơ hội sở hữu những thiết bị chất lượng với một mức giá thấp nhất cho anh em. Đấy, cam kết và sẽ được bảo hành cho anh em 1 năm nhá. Anh em yên tâm sử dụng. Tiếp tục. Đây, một con đẩy đây. Một con đẩy em dọn kho. Dọn kho của mã xe A3L. Dòng này anh em theo dõi Thanh Audio đều biết rồi, em bán rất là nhiều rồi. Đúng không? Rất là nhiều, và ngày hôm nay còn một con duy nhất này. Một con duy nhất nhá. Đấy, hàng còn rất là đẹp. Đấy, còn rất đẹp. Em đã test tình trạng đánh bình thường, không có lỗi lầm gì cả. Đây. 2 4 6 8 8 tụ lọc nguồn. Nguồn của nó đây. Nguồn này size vừa phải. Xe A3L thì công suất sẽ là khoảng 700W một kênh. Để anh em ghép một đôi 30 và một đôi 25. Đấy, mạch công suất của đặc trưng của A3 đây, rất là sạch sẽ. Quạt gió chạy êm, du luôn cho anh em đằng sau đây ạ. Đằng sau nhá. Đây, đằng sau quạt gió vẫn còn, anh em nhìn vẫn rất là mới. Đây, quạt gió còn rất là mới, con này đánh rất là ít luôn. Đây, các cái đường tín hiệu này, đường ra này, đường vào này, kể cả bright, các cái chế độ đánh đầy có đầy đủ cho anh em. Chỉ có một con này duy nhất cho anh em nhá. Một con duy nhất, bán cực kỳ là hấp dẫn nhá. Cái này thì ngoài thị trường, nếu mà thật sự anh em ngoài thị trường bán con này thì tầm khoảng rẻ thì cũng phải 2 triệu 7 đến 3 triệu rưỡi. Đấy, 2 triệu 7 đến 3 triệu rưỡi vì đây, B3 hàng đẹp, B3 xe A3L. Nhưng ngày hôm nay nhá, chỉ bán cho anh em giá cực kỳ hấp dẫn. Giá rất là hấp dẫn nha, anh em không nghe nhầm nhá. Đây này, chốt nhanh tay nhá. Chỉ có 2 triệu 200 nghìn, bên em không bao ship, ok chưa? Thanh lý dọn kho chỉ cho giá 2 triệu 200 nghìn, không bao ship, mua hàng nhắn tin cho em. Chốt đẩy xe A3L, em sẽ gửi số tài khoản, anh em cọc cho em. Nhận hàng anh em được kiểm tra và thanh toán. Bên em sẽ tặng cho em 2 giấy kết nối. Đấy, chỉ có 2 triệu 200 nghìn thôi, ok chưa? Giá rất là hấp dẫn. Một con đẩy cực kỳ hấp dẫn nhá. Và đặc biệt ngày hôm nay tiếp tục sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm đây, hot nhất trong những ngày vừa qua. Đây, sản phẩm hot nhất nhá. Hot nhất cho anh em đây. Những chiếc quản lý nguồn có lọc nguồn đến từ thương hiệu Addy. Một những dòng quản lý nguồn cao cấp nhất hiện nay. Và hàng là hàng chính hãng. Hàng chính hãng, bảo hành cho em 1 năm. Có mã là A8 Pro. Đấy, anh em thấy thiết kế rất là đẹp. Và đặc biệt như con này đã cải tiến rất là nhiều. Thứ nhất là từ 8 ổ cắm lên, từ 9 ổ cắm lên 10 ổ cắm này. Đấy, 8 ổ cắm đằng sau và 2 ổ cắm đằng trước là 10 ổ cắm. Cũng như là tất cả đây, anh em này, tất cả các này phím đều phím mềm, có sáng đèn, rất tiện dụng cho anh em nhé. Không phải là phím trộn, phím lồi tròn nữa, mà đây là tất cả các phím mềm có sáng đèn. Khi anh em tắt đi thì sẽ tắt từ cổng 8 đến cổng 1. Đấy, tắt từ cổng 8 đến cổng 1, bật lên thì sẽ bật từ cổng 1 đến cổng 8, rất là tiện dụng cho anh em. Đấy, và đặc biệt nhá, con này sẽ sử dụng áp này. Áp đây ở đây.
C63 này. Đấy, rất là nhạy, khi mà chống cháy chập quá tải thì nó an này sẽ nhảy, đảm bảo tất cả thiết bị điện anh em đấu ở đây được an toàn. Ok chưa? Đấy, sẽ giúp anh em là tất cả các thiết bị âm thanh hay thiết bị điện anh em đấu vào đây sẽ được an toàn. Đấy, rất là chất lượng cho anh em nhé. Tất cả các chân cắm này đều là các lá đồng. Anh em thấy tất cả các chân cắm đều các lá đồng, đảm bảo cho anh em là cắm rất là chặt, cũng như là không bị mo ve. Đấy, cực kỳ là chất lượng. Dây đây, dây đầu vào đây anh em thấy dây này, rất là khủng. Dây cực kỳ là khủng. Đây, em sẽ soi nội thất cho anh em nhé. Nội thất đây anh em thấy dây này. Đấy, đây là hai dây đầu vào. Đấy anh em, dây rất là khủng luôn cho anh em nhé. Và đây, tất cả các ổ cắm đều có qua những cái cuộn lọc nguồn này, sẽ giúp cho anh em là lọc nguồn điện sạch vào các thiết bị âm thanh, sẽ giảm tiếng là xì, tiếng ù, giảm xì, giảm ù, cũng như là khi anh em qua lọc điện sạch sẽ giảm về nhiệt độ khi anh em vận hành các thiết bị điện tử, sẽ lúc đấy là sẽ nâng cao về tuổi thọ các thiết bị điện tử cho anh em luôn. Đấy, rất là chất lượng cho anh em nhé. Những chiếc quản lý nguồn này tuần vừa qua em bán rất là nhiều, hàng chính hãng đây, có tem mác đầy đủ đấy nhá, có tem mác đầy đủ cho anh em, hàng chính hãng của Ali. Tuần vừa qua em bán rất là nhiều cho anh em rồi, và hôm ngày hôm nay tiếp tục sẽ giảm giá cho anh em nhá, giảm giá sâu cho anh em này, chỉ có 1.250.000. Đấy, 1.250.000 bao ship, em mình nhận hàng, kiểm tra và thanh toán, hàng chính hãng bảo hành 1 năm cho anh em. Mua hàng nhắn tin cho em, chốt quản lý nguồn A8. Đấy, chốt quản lý nguồn A8 cực kỳ là hấp dẫn cho anh em nhá. Chốt quản lý nguồn A8. Đấy, một dòng quản lý nguồn phiên bản cao cấp nhất đến từ thương hiệu Adni, phiên bản 2023, có đầy đủ các chức năng cao cấp nhất, chống cháy dập quá tải này, bật tắt từng cổng này, tắt thì tắt cổng 8 đến cổng 1 này, bật từ cổng 1 đến cổng 8, và đặc biệt có lọc nguồn đầy đủ cho anh em ở tất cả các ổ cắm. Chỉ có 1.250.000 anh em được sở hữu con quản lý nguồn cực kỳ chất lượng này. Đấy, 1.250.000 bao ship, nhận hàng, kiểm tra thanh toán, ok chưa? Đấy, rất nhiều sản phẩm ngày hôm nay bên em đã giới thiệu cho anh em này. Vang đẩy này, vang này, mic này, lưng tiếng này, quản lý nguồn, và đặc biệt có thanh lý giá rẻ cho anh em. Đấy, giá rẻ cho anh em, rất là rẻ cho anh em những con đẩy xe 3L này. Thì em theo dõi video nhá, ủng hộ Thanh Audio tiếp tục cho bên em xin một like đi ạ. Anh em cho bên em xin một like, một đăng ký kênh, bỏ ra 3 giây cho bên em xin một like, một đăng ký kênh, và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thanh Audio nhá. Xin cảm ơn anh em.